in. Chưa? Được rồi. Trong à, cái lúc nào mình chạm kiểu trọ luôn không? Trên rồi nè, còn lỗ ghim nè. Còn hai. Trời ơi nè. Nè. Cha. Rồi hết nhiệm vụ ha. Hết nhiệm kỳ. Thì cha cũng còn hơn. Về đẳng nội bữa nào đi. Bữa nay chiều à, giờ này mấy giờ à? Bữa 2 giờ mấy giờ 3. Không, nó đồng hồ chơi trễ mà. Chỉ có, nó chào đi em. Bữa nào đi sáng sớm hả? Đi hả? Ừ, bữa nào đi. Ngày mơ đi mở cái mã rồi nghỉ ngơi đi, đặng ngày mơ dưỡng sức cũng đi ông nội. Mơ xong thoa trận chiến. Đâu, ông có ốc nào bị lỏng không? Tôi xíu thôi cho. Máu ngọt thì giữ xuống nha. Ừ. Về đẳng còn làm chuyện tùm lum với anh nào vậy? Ừ. Ừ. Về có đẳng có mình tu dọn nè. Nhớ chiều đem cái giỏng đi giặt đi nha. Ừ. Quá trời cái giỏng đen rồi. Chút nữa vô bọc. Rồi biết kim chưa? Biết rồi. Ông làm thì nó biết rồi. Cái dây điện thoại trong cái quốc gia nó còn để luôn cái sáng cho tao, hay là mình làm chút mình nhà mình về chẳng cơm mà mình làm quốc gia để đi nó xa đâu. Ừ, hỏi quốc làm gì. Thank you.
học bạn nó kêu vô lúc nha đừng cầm được thì cứ cũng bây giờ mình chưa chút tác nha, không thấy chừng nào mà gần tết. Ông biết ai làm cỏ được không? Phúc Toàn ông mấy người ngoài nhà bảo đó Phúc Toàn người ta kêu ông ra mượn ông kêu dùng đó.
ông già này đi về mà mất tiêu rồi, có ông mà đuôi 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 đuôi. Kêu mẹ nó kêu dậy là thiếu còn gây nữa. Gào hát chỗ diêm luôn.
anh bác sĩ ta mới hỏi thôi. Người ta nói rồi sao ta giúp được? Giọng này nằm em hơn cái giọng kia đó ha, còn giọng kia nằm em không.